Cháu xin cảm ơn cô Vũ Thiện Đào và anh Vũ Việt Anh đã tài trợ một bữa cơm cho gia đình cháu và cháu xin cảm ơn ạ. Em xin chào anh nhé. Chào em Bình. Em họ tên là Dương Văn Bình, là chủ tịch hội nông dân xã Thạch Lâm. Cũng là rất cảm ơn các nhà hảo tâm đã là đóng góp tiền hỗ trợ làm nhà cho các cháu mồ côi là được một căn nhà khang trang và được mái ấm gia đình. Rất là cảm ơn các nhà hảo tâm đã ủng hộ đóng góp một khoản tiền rất là lớn cho gia đình và các cháu mồ côi. Thay mặt cho Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã, rất cảm ơn các nhà hảo tâm đã đóng góp cho gia đình các cháu mồ côi ở địa phương xã Thạch Lâm. Xin chân thành cảm ơn. Chào các mạnh thường quân, tôi xin thay mặt tôi là với cương vị là bí thư chi bộ, tôi xin thay mặt các trẻ mồ côi xin cảm ơn các mạnh thường quân đã hỗ trợ cho trẻ mồ côi một ngôi nhà thật đẹp như này. Tôi không biết nói gì hơn. Tôi xin chúc các mạnh thường quân luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt trong mọi công việc. Xin cảm ơn ạ. Mến chào quý cô bác, anh chị và tất cả mọi người. Tiếp tục quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh Núi Đá Vùng Cao. Và ngày hôm nay thì em Bình vào đây cũng như là sẽ nấu bữa cơm tân gia cho các cháu mồ côi để ăn một bữa cơm nhé quý cô bác. Thì cũng như là bà con hàng xóm ở đây thì cũng ra đây giúp đỡ các cháu rất là nhiều. Nên là hôm nay thì cũng có mời các cô chú bác anh chị ở gần đây sang đây để mà ăn bữa cơm chung vui với gia đình các cháu mồ côi nhé cô chú bác anh chị ạ. Thì em mình cũng xin gửi lời cảm ơn đến quý mạnh thường quân cũng như là tất cả cô chú anh chị trong nước và ngoài nước đã luôn quan tâm và ủng hộ cho các cháu mồ côi để có căn nhà tình thương như bây giờ. Hiện tại thì căn nhà cũng đã xong hoàn thiện 100% rồi quý các bác ạ. Thì ngày hôm nay thì sẽ nấu bữa cơm tân gia. Bây giờ thì các chú các anh cũng đang ở trong nhà để mà nấu cơm. Thì em mình xin cảm ơn cô chú anh chị và quý mạnh thường quân rất là nhiều. Và xin chúc mọi người luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và gặt nhiều may mắn trong cuộc sống và luôn làm ăn phát tài phát đạt. Còn bây giờ thì em mình cũng sẽ xin phép để em mình đi vào trong nhà để chia sẻ những cái bữa cơm đến tất cả quý mạnh thường quân cũng như là quý khán giả mọi người cùng nhau được xem nhé. Còn bây giờ em mình xin mời tất cả mọi người hãy đồng hành với em mình đi vào trong nhà của chú anh chị ạ. Thì ở đây thì cũng có các cô các chị ở đây đứng ở đây. Thì bây giờ thì cũng có hơn 11 giờ rồi, cũng chuẩn bị để vào ăn bữa cơm ấy cô chú anh chị. Thì ngày hôm nay thì cũng có các chú các anh ra đây để mà ăn cơm nhé. Những cái món ăn ở dưới này thì cũng đã được thái ra và bày ra như thế này rồi. Có cả thịt gà, thịt lợn nướng, rồi là có nộm, có lòng lợn, có những cái món ăn khác nữa, thịt gà xào, những cái món ăn rất là ngon của chú anh chị ạ. Thì em cũng xin gửi lời cảm ơn đến cô Vũ Thị Đào và anh Vũ Việt Anh đã giúp đỡ như là hỗ trợ cho các cháu mồ côi bữa cơm tân gia rất là ngon như thế này. Em mình xin cảm ơn cô và anh rất là nhiều ạ. Bây giờ thì cũng đã nấu xong như thế này rồi và sẽ làm 4 mâm cơm nhé cô chú anh chị, sẽ làm 4 mâm cơm. 4 mâm thì cũng các chú ở bên Bắc Mê cũng như anh Long và chú Thài cũng đã lấy một con lợn, mang một con lợn ra đây để mà nấu nhé cô chú ạ. Thì bây giờ các chú vẫn đang làm rất là nhiệt tình để mà giúp đỡ để mà nấu bữa cơm tân gia cô chú anh chị. Bên ngoài này là bếp nhưng mà hơi chật nhé. Mình cũng sẽ đi vào đây để cho cô chú anh chị mọi người có thể nhìn thấy. Bên này là hai cái bếp của gia đình cũng đã nấu rồi và cũng đã làm thêm cái bếp bên ngoài để mà nấu phụ bên này nhé, vì là nấu rất là nhiều món ăn ngon đấy. Còn đây là đang nấu cơm. Thì ngày hôm nay thì cũng có mặt của anh Long với lại các em các chú ra đây để mà hỗ trợ. Thưa cô chú anh chị, ngày hôm nay thì trời cũng khá là mưa phùn đấy. Bây giờ thì trời cũng mưa phùn
thì cũng có các cô, các chú, các chị, các bác, các bà, các ông ra đây để mà ăn bữa cơm tân gia. Thì em mình cũng đã nói với gia đình các cháu một cô để mà mời các ông, các bà ra đây ấy, cô chú. Vì là lúc trước đầu nền nhà mọi cái thì mọi người cũng ra đây để mà vận chuyển, cũng như là ngày trước nữa thì làm chuồng lợn. Thì mọi người cũng ra đây để mà giúp chuyển vật liệu làm chuồng lợn nữa. Nên là mọi người cũng rất là nhiệt tình giúp đỡ. Thì bây giờ thì bà con cũng ra đây hết rồi. Bây giờ thì trời cũng rất là mưa, nhưng mà em mình cũng xin phép để em mình đi quanh một vòng căn nhà mới tân gia cho mọi người, cô chú anh chị cùng nhau được xem nhé. Đây là nhà thì cũng được làm, cũng được sơn hết như thế này rồi. Mọi cái thì cũng hoàn thiện xong 100%. Đấy, rất là đẹp cô chú ạ. Bây giờ thì các cháu rất là mừng vì là đã có nhà mới để mà đón Tết rồi. Không sợ mưa nắng, gió rét nữa cô chú ạ. Nhà rất là đẹp ạ. Đấy thì bây giờ em mình sẽ đi vào trong nhà để mà giúp các anh các chú để mà bày cơm nhé. 3, 2, 3. Đấy, bây giờ thì cũng đã bày xong như thế này rồi. Chú thầy, bây giờ thì cháu lấy sang bên kia luôn nhé. Dọn luôn nhé. Đấy thì bây giờ thì sẽ làm việc luôn cô chú ạ. Một mân ở đây. Sẽ làm 4 mân cơm. Nếu mà phát sinh thêm thì sẽ là 5 mân nhé. Thì cũng có rất là nhiều nên là sẽ không lo cô chú ạ. Đấy, làm 4 mân trước. 4 mân không đủ thì sẽ là 5 mân nhé. Đấy, món này là món nộn. Đấy, rất là hấp dẫn cô chú ạ. Đấy, món này rất là hấp dẫn nhé. Món nộn này là ăn thì rất là mát. Đấy, vì là nộn thì ăn sống mà, nên là rất là mát, nên là ăn ngon lắm cô chú ạ. Đấy, xem là đủ món chưa. Đấy, còn một món ở bên này nữa, rất là ngon nhé. Vâng, bây giờ bê ra chú ạ. Bê ra bày luôn một tí, mời các ông bà vào ngồi luôn. 4 mân chú ạ, 4 mân ạ. Đấy, làm 4 mân. 4 mân trước, nếu mà nhiều người quá thì một tí mình là 5 mân cũng được. Đấy, 4 mân. 4 mân ạ. Ê, chú ơi, đấy, hộ con luôn, đấy, hộ con lấy đi vào trong kia luôn. Xếp xong là tí mọi người ăn cơm luôn, cũng muộn rồi. Đấy, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đấy, 8 món rồi cô chú ạ. Chả khác gì đám cưới luôn. Đấy, toàn món ăn ngon thôi. Còn một món ăn đó là thịt gà xào, chưa lấy ra nữa nhờ. Đấy, đủ chưa cho chú? Ở bên kia chưa đủ. Còn cái món kia nữa chú ạ. Món đấy. Làm nước chấm. Nước chấm gọi bảo làm được. Đấy, còn có chanh, có. Còn thịt gà xào nữa nhờ. Em già, thịt gà xào không chưa? Thịt gà xào ở đâu nhỉ? Có canh nữa, phải lấy canh hết nhé. Lúc nãy có ao không nhỉ? Thế chú hộ luôn nhé chú nhé. Ở nhà mình luôn nên là mình mọi người cùng nhau làm cho nó nhanh. Phải ấm quá. Cái canh này thì sẽ lấy sau. Thế thì chính cả thế mình chỉ mua chanh cho cách nhà xếp cách làm nên được nhiều thiết bị. Con người bom là sao? Lùi. Bom này vào dưới rồi. Mân này vào đây một tí phải không? Là 3 mân. Mân này dọn dọn vào mà. Thế thì mỗi ép là chuyển dây sao cho một tí.
dịch vào đây nhé, kia nó ngồi được. Cái này phải rồi. Dạ. Cho này còn nhé. Ở chưa đủ thì chú xem còn thiếu gì mình lấy vào luôn nhé. Ờ, còn rau xanh nữa. Ít mình chỉ chân dây dầu. Ít mình chỉ bạn. Ít mình chỉ bạn lau. Bỏ hó là lút ra lò. À, lau cho hó lò dòng vấn đề này. Dòng tàm dùa bươi dùa mạng mất sọt đó. Sọt đó. Này, nói chung là bây giờ cũng đầy đủ rồi các chú ạ. Em xá ơi, còn canh nhỉ? Thì đã bày được 3 mâm cơm rồi. À, một lát nữa các cô chú mà vào sau thì sẽ lại tiếp tục bày một mâm nữa nhé. Còn bây giờ thì sẽ bày 3 mâm trước. Đấy, các ông bà đang ở đây này, thì các cô, các chị. Đấy, bà này. Chào bà nhá. Chị quá hài. Đấy, bà bảo là không biết nói. Đấy, bà thì ngày trước cũng ra đây để mà đào đất ấy, bà rất là chịu khó. Cho nên có mà chở chồng ấy à, bỏ ấy à? Cha chồng vậy à? Đấy, bà thì cũng có 70 tuổi rồi các chú ạ. Đấy, ngày trước bà cũng ra đây mà đào đất ấy. Đấy, những cái video trước của em Bình thì mọi người sẽ nhìn thấy nhé. Đấy. Thì bây giờ thì mọi người vẫn đang bà hai cái cháu nhỏ này nhá. Đấy, xin chú. Này, em gái này nữa. Cháu nhỏ nhỏ này nhỉ. Cháu nhỏ này biết ăn chưa? Ui, biết rồi ấy. Giỏi phết nhỉ. Giỏi quá, nhỏ nhưng mà rất là hiểu biết. Đấy, còn cháu nhỏ này nhá. Em đi lấy thêm. Thưa cô chú anh chị, bây giờ thì cũng đã bày xong bữa cơm tân gia rồi. Bây giờ thì các chú các anh lại mọi người cũng đã chuẩn bị vào mâm cơm ăn rồi. À, bây giờ thì em mình cũng xin nói qua để cho tất cả cô chú anh chị và mọi người cũng nhau biết. À, thì ngày hôm qua thì em mình cũng có đi vào trong xá để mời chính quyền ra đây, cũng như là mời ra đây để mà dự bữa cơm tân gia chung vui với gia đình ấy. Thì ngày hôm nay thì cũng có mặt ở anh bí thư xóm phải anh. Vâng. Bí thư. Đấy, thì chào anh nhé. Vâng. Chào các mạnh thường quân. Tôi xin thay mặt tôi là với cương vị là bí thư chi bộ, tôi xin thay mặt các trẻ mồ côi xin cảm ơn các mạnh thường quân đã hỗ trợ cho trẻ mồ côi một ngôi nhà thật đẹp như này. Tôi không biết nói gì hơn. Tôi xin chúc các mạnh thường quân luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt trong mọi công việc. Xin cảm ơn ạ. Em cũng xin rất là cảm ơn anh nhé. Cảm ơn anh đã đến đây để mà dự bữa cơm tân gia với các em mồ côi. Đấy, em cũng năm mới cũng xin chúc anh luôn mạnh khỏe và công tác tốt nhé. Vâng, xin quán. Và ngày hôm nay thì anh Minh là chủ tịch nông dân cũng đại diện cho xã Thạch Lâm để vào đây dự bữa cơm tân gia với các em mồ côi nhé cô chú. Em xin chào anh nhé. Chào em Minh. Em họ tên là Dương Văn Minh, là chủ tịch hội nông dân xã Thạch Lâm. Cũng là rất cảm ơn các nhà hảo tâm đã là đóng góp tiền hỗ trợ làm nhà cho các cháu mồ côi là được một căn nhà khang trang và được mái ấm gia đình. Rất là cảm ơn các nhà hảo tâm đã ủng hộ đóng góp một khoản tiền rất là lớn cho gia đình và các cháu mồ côi. Thay mặt cho Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã, rất cảm ơn các nhà hảo tâm đã đóng góp cho gia đình các cháu mồ côi ở địa phương xã Thạch Lâm. Xin chân thành cảm ơn. Xin cảm ơn anh rất là nhiều nhé. Xin cảm ơn anh hôm nay đã vào đây để dự bữa cơm. Em rất là vui, cảm ơn anh những lời cảm ơn của anh nhé. Đây là món canh đắng. Món canh đắng này thì kết hợp giữa lá đắng và lá đu đủ. Nấu với là tiết gà và lòng gà. Xôi này cũng do là nồi niêu xong chảo của em Giang cũng thiếu nên là quá trình làm nó cũng hơi là ấy. Lòng heo này, canh bí này,
gà luộc. Gà luộc này thì thực ra là của nhà em Giang hỗ trợ thêm. Vâng, đúng ạ. Đây là món này là món thịt xào. Còn đây là món giả cây. Còn đây là món nướng lá chanh riêng mẻ. Thịt nướng. Đây là rau cải, còn đây là nộ. Bên cạnh đấy thì cũng có tráng miệng và có cả nước cho các cháu. Vâng. Không dùng được rượu chúng ta có thể uống nước này. Em cũng rất là cảm ơn các anh đã không ngại đường xá xa xôi để mà lên đồng hành với em, cũng như là ra đây để mà giúp cho các cháu để có một bữa cơm để ăn rất là ngon như này. Thì em cũng rất là cảm ơn anh Long, cũng như là cảm ơn chú Thầy và các em đấy nữa. Rất cảm ơn anh nhé. À, không có gì em. Thì bây giờ thì cũng xong rồi, thì cũng xin mời tất cả mọi người vào ngồi luôn anh ạ. Vâng, mời quý cô bác nhỉ, các chị, các cháu luôn ngồi luôn đi. Các cô chú vào. Cũng đông đủ rồi nhỉ. Được rồi, em Giang ơi, mời các bà bên kia vào ngồi luôn đi. Anh Thầy ơi, Hoàng ngồi luôn đi nhỉ. Vâng, chào anh nhé. Xin giới thiệu với anh Long nhé, đây là anh Minh, chủ tịch hội nông dân nhỉ. Chủ tịch hội nông dân xã, đại diện cho xã ra đây để mà vâng, dự bữa cơm tham gia. Vâng, cảm ơn anh. Em cũng là người làm cầu nối giống em Bình, nhưng mà ở ngôi nhà này chỉ em Bình làm thôi. Em chỉ sang là gọi là anh em hỗ trợ nhau những điều đó này thôi. À, dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Thì, thông qua hôm nay thì chúng cho em được, nói chung em Bình đã nói rồi, nhưng mà em xin nói lại đó là cảm ơn đảng và chính quyền của địa phương chúng ta đã tạo điều kiện, đã cho chúng em được đến thăm các hoàn cảnh, sau đó là cộng đồng giúp đỡ các hoàn cảnh. Thì em Bình lại cùng đồng hành với cả chính quyền chúng ta để làm cho các cảnh có được cái ngôi nhà che nắng che mưa và có cuộc sống ổn định hơn như thế thì cũng rất là tuyệt vời. Cảm ơn anh đã tạo điều kiện nhé. Và chúc anh dự tiệc ngon miệng nhé. Vâng. Bây giờ thì các cô chú, anh chị, các bà đã vào đây để mà ngồi ăn bữa cơm với cô chú ạ. Thì bây giờ thì em mình cũng xin mời tất cả cô chú, anh chị cùng nhau chung vui ăn bữa cơm tân gia cùng với gia đình nhé. Tất cả các cô thì đã vào đây ngồi hết rồi, các cô chú. Đấy. Đấy, anh Bí Thư ở đây mà anh Chủ tịch thì vẫn đang ngồi bên kia. Đấy, xin mời tất cả các chú dùng nhá, tất cả các anh dùng nhá, dùng ngon miệng nhá. Vâng. Vâng, tí cháu vào ngồi luôn ạ. Tí cháu vào luôn. Cháu xin chào tất cả các anh chị và ông bà. Và bây giờ đã xây một căn nhà tình thương cho gia đình cháu. Và gia đình cháu rất vui. Bây giờ gia đình cháu ăn một bữa cơm. Và cháu mời tất cả quý cô bác anh chị cùng gia đình cháu ăn bữa cơm ạ. Cháu xin cảm ơn cô Vũ Thiện Đào và anh Vũ Việt Anh đã tài trợ một bữa cơm cho gia đình cháu, và cháu xin cảm ơn ạ. Cháu nhận giải hết tín giải từ phô tên này phê phê nhẹ là ổ phê lưu và lưu chê chê vâng này hả ổ phê bổ mà phê nọ phê ổ này cháu phô hết cháu tín giải từ. Thế bây giờ thì em mình sẽ đi vào cùng ngồi với các chú và các anh. Thì em mình cũng xin mời tất cả cô chú anh chị, Khuyến Mạnh Thường Quân cùng nhau ăn bữa cơm tân gia với gia đình nhé.